Và các quý vị lúc này đang là buổi trưa ngày 28 tháng 12 năm 2019. Và Đỗ Quốc Hiền chân thành cảm ơn quý khách đã từ Hà Nội về để ký duyệt bộ ghế mã 46. Anh cứ ghi chữ Khâm Thiên vào. Vâng. Anh chị là phố Khâm Thiên. Ngõ 241 phố Khâm Thiên chứ không phải là ngõ chợ Khâm Thiên. Anh ký cái đô luôn. Thưa quý vị, là cái mức độ 45-46 là đang có 2 bộ, thì đây là bộ 46 sẽ lên đường trong vài hôm nữa. Và như vậy là ở cửa hàng đang còn bộ 45, tương đối giống với bộ này. Như vậy anh ký được 2 thứ rồi, và bây giờ là bộ này là 1G46. Anh cứ viết chữ Khâm Thiên. Như vậy là 3 thứ rồi này. Còn còn 2 cái ghế và 1 cái đôn chạc. 2 ghế đấy rồi chứ. Rồi. Quý vị nhìn thấy cái vân mặt này rất là đẹp, giống như bộ 45 cũng thế. 45 và 46 này là cũng là mà tương đối giống nhau. Trông trên hình ảnh thì nó gần giống, khác một tí chút thôi. Rồi. Vừa nãy anh ký cái kệ rồi đúng không? Rồi. Rồi. Anh ơi, cách ô chợ dừa có xa không anh? Độ 200-300 mét thôi ạ. Cái ngõ 241 rồi nó ngay gần đấy không ạ? Vâng. Ngày xưa học bách khoa là tôi hay đi cái đường đấy đấy. Phố Khâm Thiên ngày xưa là toàn may quần áo, bây giờ thì làm cái gì chị? Bây giờ người ta toàn bán sẵn quần áo, buôn bán rất là hàng. Ngày xưa là chuyên quần áo rồi đấy. Vâng. Từ cái ngày những thập niên 90 là toàn quần áo. Bây giờ chỉ có một số nhà. Vâng.